Mến chào cô chú và các bạn, hôm nay là ngày thứ tư, là một ngày mình phải tổng vệ sinh căn nhà của mình. Lâu lâu thì mình làm một lần. Sẵn đây thì mình sẽ làm clip chia sẻ luôn tất cả những gì mình dùng trong căn nhà của mình á, thì nói rất là lâu rồi, để giúp cho mình không bị đau lưng, không bị nhức mỏi, tay chân của mình đau nhất thì mình phải dùng những loại cây như thế nào để lau chùi trong căn nhà của mình, cũng như những loại nước xịt. Mến chào cô chú và các bạn, hôm nay là ngày thứ tư. Mình sẽ nói về một cái đề tài, đó là dọn dẹp nhà cửa. Thường thì mình hay chia sẻ là một loại bình nước mà mình có thể mua ở các chợ hay là Walmart, Safeway cũng như là Costco, thì sẽ có một cái bình lớn và có bình nhỏ này. Mình sẽ xài một cái bình nhỏ, sau đó hết đó thì mình sẽ lấy bình lớn chế vào đây là mình xài. Và cái bình này đó thật sự ra đó dùng cho rất là nhiều thành phần ở trong nhà của mình. Cái gì mà mình có thể xịt lên để mình lau chùi thì đây là một cái loại nước mà mình rất là thích. Nó có cái mùi á, sẽ làm cho mình dễ chịu, không có khó chịu khi mình lau chùi nhà cửa. Còn có rất là nhiều loại chai bình nước xịt đó, nó phải nói là cái mùi mình rất là khó chịu, cho nên mình không bao giờ xài. Và đây là một cái mà mình đã xài phải nói rất là lâu, đó là một cái mà mình xài thường xuyên nhất. Chẳng hạn như là tủ, bếp, lò, nhà tắm hay là restroom, là toilet này kia, những cái counter mình đều là dùng cái loại này hết. Nhưng có một cái thành phần nữa đó, nếu như giả tỷ mà nhà của mình á dơ quá mà mình không thể nào dùng cái này để chùi bớt đi đó, thì dĩ nhiên mình nên xịt cái này trước đi, để chùi sơ trước cái đã, để cho nó có cái mùi mà khi mình xịt những cái loại khác lên á thì mình sẽ thấy dễ chịu. Còn chai này á thì thật sự ra mình ít có khi nào dùng đến, mà khi mình dùng á thì dĩ nhiên rồi, mình sẽ dùng cho cái lò bếp ở trong lò hoặc ở trên cái mặt lò. Nếu như cái lò của mình bằng kiến đó thì mình sẽ dùng cái loại khác, còn nếu như mình xài bằng ga đó thì mình sẽ dùng loại này. Và cái loại này phải nói là rất là sạch nha. Khi mà mình xịt vào đó, mình để khoảng 15-20 phút đi, rồi sau đó mình mới lại lấy cái đồ chà mình chà, rồi sau đó thì mình lau chùi trở lại. Đây là cái chai mà mình đã dùng phải nói rất là lâu. Và những cái chai này thì mình có thể vào Home Depot, Zalo, chỗ cái thành phần mà về nhà bếp dọn dẹp, cũng như là bán những cái đồ mà mình có thể mua những cái cây này cây kia để mà mình đẩy, để mà mình lau chùi đó, là mình có thể kiếm được hết những loại chai mà mình dùng cho nhà bếp của mình. Rồi thêm một thành phần nữa đó, gọi là baking soda. Baking soda hay là baking powder, vậy thì giữa hai cái này nó khác nhau ở cái chỗ nào? Đối với mình á, thì cả hai mình đều dùng được hết. Nhưng mình phải để ý một chút, nếu là baking soda thì dĩ nhiên là mình sẽ dùng cho tất cả, giặt quần áo, nhà bếp, thùng rác, cả sân vườn của mình. Mình có thể pha một cái thùng nước rồi sau đó mình đổ ngoài cái sân để mình chà đi những cái vết như là cái này cái kia cái dơ, và tránh đi những con chuột, con gì mà nó đi trên cái sàn nhà ở sau vườn của mình. Và cũng một điều là mình rải cái này đó chung quanh cái hàng rào ở sau vườn của mình đó, đến những cái mùa mà chuột đó, nó không có vô nhà của mình, mà mình cũng đã chia sẻ qua rất là nhiều lần, nhưng mà có nhiều cô nói là chẳng thấy chuột. Thì phải nói như thế này, nếu cái khu của mình ở mà rừng núi đó thì dĩ nhiên rồi, chuột nó sẽ vô nhiều lắm, nhưng mà mình phải chặn lại những cái chỗ nào có những cái lỗ đó, mình chặn lại đi rồi mình rải thì sẽ giúp cho mình rất là nhiều. Thì như vậy mình sẽ chia sẻ hết những cái loại mà mình xài trong nhà. Vậy thì làm sao để chùi rửa mà để dùng những loại như là baking soda, rồi một cái chai nước để mà mình chà, để mà nhà bếp của mình lâu quá mà mình không có dọn dẹp á, rồi nó dơ đó, thì mình cần phải có cái chai này đầu tiên. Rồi sau đó thì cứ mỗi tuần mình dẹp một lần, hoặc là mỗi ngày mình nấu ăn rồi đó mình lau sơ sơ, nhất là dầu. Khi mà mình nấu những món ăn mà dầu dăng nhiều quá là mình phải dùng. Cho nên đây là một cái chai mà phải nói mình có nhưng mà ít dùng lắm, bởi vì nói đúng là mỗi ngày mình đều dọn dẹp, lau chùi nhà bếp, nhà tắm hay là bất cứ nơi nào mà mình cần phải dọn dẹp. Thì cũng như mình chia sẻ cái loại này đó, là mình có thể xịt ở trong cái oven nè, rồi những cái kiến của cái oven ha, cái cửa mà mình đóng ra đóng vô, ở quay sau cũng vậy nè, đó là mình có thể dùng nồi niêu son chảo chùi.
mình chỉ cần á, lấy ra rồi mình xịt, rồi để ra thời gian ngắn, rồi sau đó mình rửa sơ qua với lại nước, rồi sau đó mình lấy xà bông mình chà lại giống như là mình rửa chén bát nồi niêu xoong chảo. Thì những cái oven của mình cũng vậy, sau khi mình đã chà sạch rồi đó thì mình phải dùng cái khăn để mà mình lau sạch hết tất cả lại rồi đó, thì lúc bấy giờ đó mình mới xịt một cái chai nước, đó là Windex. Cho nên cái Windex là một cái chai mà mình phải nói rất là thích. Thì mình cũng đã chia sẻ qua, khi mà mình mua cái chai Windex á là mình cũng thấy rõ người ta viết chữ dưới này nè, là mình dùng cho cửa sổ, nhà bếp, tất cả. Đối với mình á là mình rất là thích cái chai này nha. Rồi bây giờ mình sẽ nói qua thành phần thứ hai. Thì khi mà mình mua những cái chai nhỏ đó thì dĩ nhiên nó rất là mắc tiền. Cho nên khi mà mình mua thì mình có thể vào Costco mình mua. Thì cũng như đây nè, nặng quá của chú ơi, nó bự như vậy nè. Đó, cho nên ông xã mình mua là mua vậy đó. Rồi nó có cái chai nhỏ bên này nè, thấy không? Rồi cứ mình chế ra mình xài. Đó, mà mấy cái này á, mình có thể xịt trong xe, mình lau chùi kiến trong xe này kia kia nọ ha. Đó là thành phần Windex. Bây giờ nói về baking soda cũng như là baking powder. Thì đây á, là baking soda. Thì mình thấy là có cái bánh nè. Mình dùng cái này á, để mình nấu ăn. Mình làm những cái bánh á, mình làm cái này ha. Nhưng ngược lại mình vẫn có thể dùng cái này để lau chùi. Đó, cho nên mình thấy rõ ràng. Còn baking mà để chữ powder đó là không có dùng để làm thức ăn nha. Cho nên đây là cái điều mà mình nhắc nhở cô chú và các bạn. Nếu đã đi mua baking soda cũng như là baking powder thì hãy cẩn thận khi mình dùng để nấu ăn. Đó là cái thành phần rất là quan trọng. Rồi ở sau lưng cũng vậy. Đây, để dùng chà nồi niêu xoong chảo. Đó, để mà mình dọn dẹp những cái chảo của mình đó, thì cái sinh của mình đó, mình đổ nước lên, rồi cái mình cho vào một muỗng, hai muỗng không sao hết, ba muỗng cũng được, nữa là mình quậy lên cho thật là đều, rồi cho mình nhúng mấy cái chảo của mình vô một chút là thôi đó hả, nó sạch bách luôn. Cũng như là mình dùng cho trong nhà tắm của mình cũng vậy, mấy cái toilet ha, rồi mấy cái bồn tắm là mình đều là dùng những cái loại này cho thật là sạch, mà cái bồn của mình nó rất là sạch nha, nó không có bị dơ. Đó là nói về baking powder và baking soda. Và nói tới một cái thành phần nữa đó, đây là cái chai này Fritz nè. Cái chai này là nói thiệt nha, mình không bao giờ thích dùng. Cái này là ông xã mình dùng chứ mình không dùng, khi mà ông thấy rằng là có trong nhà mình có những cái chỗ nào mà bị dơ quá, như là đóng ten đó, rồi mình gọi là đóng ten nha, không biết mình nói đúng không, mấy cô chú thấy nó vàng vàng á, chỗ mà mình cái mấy cái vòi nước mà mình rửa mặt đánh răng á, nó bị có cái dòng vàng á, là ổng lấy cái này nè, ổng cho vô một cái ly gì đó, lấy bằng chải mà mình mua bằng chải mà mình không xài đó, mình chà chung quanh, một lát mình làm thử cho cô chú và các bạn xem ha. Rất là sạch, nhưng có cái điều mỗi khi ông xã mình dùng cái này á, là mình không có lên lầu hoặc là mình ở trong nhà, tại vì cái mùi mình không có thích. Nhưng mà khi ông xã làm xong rồi đó thì dĩ nhiên rồi là mình sẽ xịt lại những cái chai thơm trong nhà hay đốt đèn cầy, thì mình sẽ không còn thấy cái mùi nồng nữa. Nhưng cái mình dùng cái này là kêu bằng là tẩy, còn tẩy đi luôn đó. Nhưng mà phải nói rằng là cái mùi rất là khó chịu ha. Rồi là mình nói về cái chai này nha, Clorox nè ha. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển qua một cái thành phần khác, đó là lau chùi. Dĩ nhiên nói tới lau chùi thì ai cũng phải có cái này để lau chùi đúng không? Nhưng mà khi mình chà đó là mình chà ở bên cái này nè. Đó, bây giờ mình mở ra cho cô chú xem ha. Đây, cái sponge. Cái sponge thì cô chú và các bạn cũng biết rồi ha, có hai mặt, mặt mềm và mặt này. Mặt này thì mình chà những cái gì mà mình cần chà, còn mặt này là mình chén. Nhưng nếu mà mình rửa chén bát thì mình nên mua cái loại mà một mặt thôi, chứ nếu không mà chén bát mình chà bên này đâu có được. Nhưng mình nói đúng ra nếu mà bị dính gì cứng quá thì dĩ nhiên là mình phải dùng. Cho nên cái này, mặt này á, là để mình chà những cái chỗ nào cứng, chẳng hạn như cái lò ở trong cũng như ở ngoài. Đây là cái sponge mà mình mua ha. Rồi nói thêm một thành phần nữa, mình á, thì nó nghĩ ra như thế này, mình đâu có làm quảng cáo cho ai cũng đâu trả tiền, sao mà tự nhiên cái mình đem ra mình khoe, mình quảng cáo quá trời luôn. Như vậy là cô chú nào mà coi cái clip của mình nhớ cho mình cái subscribe nha, like. Còn share thì chắc mình lớn tuổi đâu có ai để mình share đâu, thôi kệ đi ha, nói gì cho vui ha. Rồi còn cái này á, mình cần phải có ở trong nhà. Tại sao?
Bởi vì á, mình biết rằng á, nhà mình ít người thì bao giờ mà mình cần rửa chén trong cái máy đâu. Cứ một hai cái là mình rửa đi chứ mắc mớ gì phải bỏ vô cái máy rửa chén. Chỗ tốn nước, sai rồi. Hoàn toàn là sai hết. Rửa chén trong cái máy đó không có tốn nước bằng mình rửa chén mà mình dẫn cái rò ra mình rửa. Tuy nhiên lâu lâu là mình cũng phải dùng cái máy của mình một lần. Nếu không là cái máy của mình nó sẽ bị hư. Và cái loại này đó thì phải nói rất là dễ. Chứ mình một viên thôi, mình cứ bỏ một viên vô là mình rửa rồi là cái máy của mình sạch. Dù là không có chén bát, không có gì hết thì mình nên dùng cái máy của mình. Nếu không là thôi phải mua cái máy khác tốn cả 1-2 ngàn đô, có đáng hay không? Bởi vì có rất là nhiều người bị rồi nha. Đó, cho nên là mình nói tới như vậy. Nhà con trai của mình cũng vậy á. Mình lâu lâu nói trời ơi làm ơn rửa chén dùm cho mom đi. Là lâu lâu cái con trai nó nhớ rồi, nhớ rồi cứ bỏ vô chứ nó không là nó hư. Rồi, trong cái thành phần mà mình rửa chén trong cái máy đó, tại sao có những lúc mình rửa đó chén mình nó không có khô nha? Là bởi vì mình cần có một cái loại nước này nè. Ở bên cái máy rửa chén, trong cái máy rửa chén của mình thì nó có một cái chỗ để cho mình đổ, để một lát rồi mình sẽ làm cho cô chú thấy. Thì mình đổ cái này vô đó, khi mà mình rửa chén là cái này nó sẽ giúp cho mình khô chén bát. Còn cái nút để mình bấm nó, có những lúc mình không có biết chỉnh á, rửa chén 3-4 tiếng đồng hồ. Cho nên đó là lý do nếu mà ở nhà mình á, mấy anh á, hay mấy chú đó làm ơn giúp cho mấy cô và mấy chị với mấy em nha. Coi kỹ lại sao mà chén bát rửa lâu quá, hay là máy giặt, máy sấy ở nhà đó hả? Sao mà giặt hoài không thấy nó khô, hay là giặt sấy hoài mà không thấy nó khô, giặt hoài mà không thấy nó giặt. Tóm lại nói thôi nó lộn tùm lum hết. Giặt hoài mà máy nó không ngừng, sấy hoài cái máy nó không có khô, quần áo còn ướt hoài. Mấy anh mấy chú làm ơn giúp cho mấy cô mấy em dùng nha, tại vì tụi em nó khờ lắm đó. Rồi nói tiếp ha, thì nó sẽ giúp cho mình khô chén bát. Bởi vì hồi xưa đó mình cứ rửa chén thôi mà không có biết. Phải nói là ông xã của mình á là handyman, dùng cái chữ handyman là cái gì ha, cái gì cũng làm được hết. Hỏi cái gì mà không biết là nói ông xã mình làm được hết. Cho nên cái thành phần nói về nhà cửa đó hư đó là không có tên của mình. Tên của mình là nấu ăn dọn dẹp, chỉ có vậy thôi. Hôm nào rồi mình kể, không biết giặt quần áo đâu nha cô chú. Thế không có biết giặt quần áo, không biết ủi quần áo đâu nha cô chú. Trời ơi cô Hồng không có giỏi như mấy người tưởng tượng đâu. Nhưng mà ai người ta nói như thế này nè, được cái này thì mắc cái kia. Đó, chỉ như vậy thôi. Đó là cuộc sống của hai vợ chồng. Anh làm cái này thì em làm cái kia. Rồi giờ nói tiếp, đừng nói chuyện vợ chồng nữa. Trời ơi, nói hơi cái mắc cỡ lắm ha. Rồi đó là hai cái thành phần mà mình cần phải lưu ý. Lâu lâu mình rửa chén một lần, nếu không máy mình hư thì uổng lắm. Rồi qua hết thành phần này, bây giờ mình nói tiếp thành phần nào nữa đây. Rồi bây giờ mình sẽ nói về những cái mà miếng để mình lau chùi trong nhà. Và dĩ nhiên rồi, cô chú và các bạn thường thấy mình dùng những cái tấm này ha, mình rất là thích nha, rất thích vô cùng luôn á. Nó mềm mà khi mà như mình lau mình rất là thích. Thì cái này đó mình mua ở trong Costco một bịch bự lắm, trời ơi xài lâu lắm. Đây cái bịch nè, đó cái bịch nó vậy nè, cô chú thấy nè, bịch bự như này là để dùng lau xe đó. Đây, cho nên á cái này là cái mà mình phải nói rất là thích nha. Đó, mình lau chùi tivi, tủ lạnh, mắt kiếng, cái gì mình cũng lau được hết. Rồi khi mình xài xong rồi dơ đó thì mình để qua một bên đi, cho ông xã của mình nó bỏ vô cái máy giặt giặt chứ mình đừng có giặt. Trời ơi, có những việc mình làm, có những việc mình đừng có làm, có những việc mình biết mà nó tôi không biết, cho nên mấy ổng phải làm phụ mình. Chứ cái gì đó tôi biết, cái gì cũng biết là thôi là ôm xô, ôm nặng luôn đó, mà không có lương làm oxy, không có lương. Rồi là cái tấm mà mình phải nói rất là thích khi mình lau chùi trong nhà. Rồi bây giờ mình sẽ nói về một thành phần thứ hai là những cái cây lau nhà rất là quan trọng. Tay của mình á, nếu mà mình dùng không đúng ha, đào lắm mà cứ lau chùi hoài chịu sao nổi ha. Cũng như là nồi niêu son chảo chén bát cũng vậy đó. Còn trẻ đó thì mấy em á, mua chén nào cũng được, tô nào cũng được hết, nó nặng cỡ nào cũng bưng nổi hết á. Nhưng mà đối với mình với các cô chú đó thì dĩ nhiên rồi, bây giờ cái gì nặng quá đâu có cầm được, cho nên nó mua cái gì cho nên nhẹ nhẹ, lau chùi cái gì cũng phải nhẹ nhẹ. Còn mình á, thật sự ra làm dữ lắm nhưng mà cái gì cũng phải nhẹ nhàng.
chứ nội mà bưng cái thùng này bưng cái thùng kia là thôi không có được đâu. Cho nên đó là cái ngày hôm nay mình nói về lau chùi dọn dẹp nhà cửa không có nấu ăn nha. Rồi bây giờ nói tiếp những cái mà mình cần nói, đó là những cái cây để cho mình dùng để lau nhà như thế nào. Cái cây này á là gọi là cây số 2, cũng là cây số 1. Tại sao? Bởi vì nó giúp cho mình rất là nhiều. Mình mua cái này ở Walmart, mình đến cái chỗ mà bán đồ nhà bếp đó, lau chùi đó, là mình sẽ thấy ha. Còn không thì mình lên Amazon.com mình mua cũng có nữa. Thì cái cây này á, có cái tên nè. Đây cô chú thấy ha. Không biết mình quay ngược không nữa. Quay ngược rồi. Tóm lại là giờ quay làm sao đây. Chữ nào giờ đánh đi nha. Chữ O ha. Chữ O, chữ C, chữ Y, chữ D, chữ E, chữ R. Trời ơi đọc hơi cái tùm lum hết rồi. Thôi cô chú tự đọc đi nha. Đó là mình lật ngược như nè ha, miếng không trời đó ha. Thì cái cây này á nó có cái miếng này nè, thì mình gỡ ra nha, nó dơ rồi thì mình phải đem đi giặt. Mình gỡ ra, mình mua 2-3 miếng, mình thay cái miếng này dơ mình tháo ra cho miếng khác. Mình thích cái này là tại vì sao? Mình dùng cái này để mà mình lau cái nhà của mình, và mình cũng có thể dùng cái này gọi là hút bụi nhà của mình đó. Thành ra bỏ vô hả, phải nói rất là đơn giản luôn, chỉ cần nhẹ nhàng, nhẹ như là ăn cơm tấm bì vậy đó. Cơm tấm bì của tấm sườn kia nó dễ như cơm tấm vậy đó, là nó đó ha. Rồi cái mình cho vô vậy nè ha, rồi mình nhúng nước rồi mình lau mình chùi. Bây giờ mình đẩy đó, ví dụ mình bỏ xuống mình đẩy là mình hút bụi. Bây giờ mình hút cho cô chú và các bạn thấy mình hút bụi giống như là mình lau nhà nha. Vừa làm việc á thì vừa chia sẻ cùng với cô chú và các bạn. Sẵn đây mình khoe luôn, đây là bộ đồ thứ 3, thứ 2, thứ 3 và thứ 4. Mình có tổng cộng là 7 bộ khoảng 7 ngày để làm model dọn dẹp nhà cửa cho cô chú và các bạn thấy ha. Người thì 5 feet và bộ đồ thì 3 feet. Thôi giờ mình nói vậy hết. Là cái này nè, là cô chú thấy ha, mình có thể quơ quét về trong cái ở dưới cái hộc tủ nè. Đó, mình cứ quay như vậy nè, là bụi bao nhiêu là nó hút vô hết. Cho nên đây là cái mà phải nói rằng là rất là thích ha. Đó, thành ra mình đâu có cần phun cái gì đâu, trong mấy cái bàn, cái ghế là mình vừa lấy ra hết được nè. Mà được một cái á, là nó xây theo cái chiều mình muốn nha. Đó, cứ như vậy nè ha, là mình vuông. Mà mình không có cần cầm cái chỗ để mà mình quét. Bởi vì sao? Mình cứ quơ như vậy nè, đó. Đó là nó hút hết ha, là cứ vậy là mình đi. Cho nên thật sự ra á, lau nhà quét nhà có cực không thì đối với mình là không có cực. Rất là nhanh nha, đó cô chú thấy không? Thì giống như này, giống như mình đang nhảy đầm vậy đó. Đó, mình cứ tưởng tượng mình đang nhảy đầm rồi mình đang exercise đi. Đó là cái cây này thì cũng giống như là mình lau nhà cũng vậy. Mình lau xong cái mình nhúng nước mình lau trở lại. Và cái cây này á là cũng là cây thứ hai. Thì đây là cái chữ nè, đó. SWIFFEO ha, dễ lắm, nó là cái cây này. Cái cây này mình mua riêng, rồi nó bán cái miếng giấy mình lót ở dưới là riêng nữa. Rồi nó có hai loại, một loại khô và loại ướt. Mình mua ở Costco cũng có bán đó ha. Thì cái miếng giấy nó vậy nè, cái mình kẹp vô bốn góc, rồi là mình lau hoặc là mình hút bụi. Mình sẽ lấy một cái tờ giấy napkin làm thử cho cô chú thấy được là mình nói cái gì. Và đây cũng như là một cái thí dụ, cái miếng này mình mua ở trong Costco nó có hai loại, một loại nước và một loại khô ha. Rồi một cái miếng này nè, cái cây này nè, mình để vô như thế này. Rồi á mình mới kẹp vô trong cái lỗ này nè, đó, mình kẹp vô như vậy nè. Thì khi mà mình để vô như vậy á thì nó giữ cho mình ha. Thì cái miếng giấy cũng là một cái thí dụ thôi, là bắt đầu mình lau. Đó như thế này. Hoặc là mình sẽ dùng cái tờ giấy này nè, nếu mà nhà mình có nước á thì mình lau. Cho nên nó phải nói rằng rất là sạch luôn ha. Đó, cứ vậy mình lau. Rồi sau đó thì mình tháo cái miếng này đem đi giục. Vì đó là một cái mà gọi là rất là nhẹ, nhẹ vô cùng luôn. Cho nên đó, ở nhà bếp mình cũng nên có một cái như thế này. Đó là cách mà mình lau chùi. Hoặc là mình có thể dùng để lau những cái bước cầu thang trên lầu, để mình đi cho nó không có bị trơn. Với lại là hút bụi tóc trong nhà tắm của mình dơ lắm, tóc nhiều lắm, cho nên mình phải cần có cái cây này.
Và cũng như đây là ví dụ ha, mình lau mấy cái kẻ con thang á, thì mình dùng mấy cái này nè, mình lau như này nè, thì nó sẽ rất là sạch cho cái con thang của mình. Và khi mình lên trên này cũng vậy, là mình cứ lau như này nè, đó, cũng như là mình hút bụi ha, và cứ như vậy mình đi lên đó, hoặc là mình ở trên mình đi xuống, thì như vậy cái nhà của mình nó phải nói rất là sạch. Mà cái cây này phải nói là nhẹ vô cùng, đây là cái cây mà phải nói là mình rất là thích. Vì vậy cho nên á, mình nên mua cái cây này để mà mình lau chùi nhà của mình. Và thì một phần cuối cùng, đây là một cái máy. Cái máy này đó là mình phải cắm điện, rồi mình sẽ lót một cái miếng ở dưới cái máy. Đây là cái miếng vải mà mình có thể mua trên Amazon, hoặc là vào những cái tiệm như Home Depot, Lowe thì đều có bán hết á. Tại vì mình mua cái máy thì mình sẽ biết được cái miếng này là cái size số mấy để mà mình mua. Rồi mình sẽ gắn ở dưới này. Đó, gắn ở dưới này ha, như thế này nè. Rồi sau đó thì mình cắm điện. Và đây là cái bình. Cái bình này á, thì mình chỉ cần tháo ra rồi cho nước vào. Như vậy là mình chứ cắm điện là mình lau, thì sẽ giúp cho cái nhà của mình sạch nhiều hơn. Đó là rất là đơn giản, không có khó ha. Rồi đẩy thì rất là dễ thôi, thì rất là nhẹ tay, nhẹ vô cùng luôn. Đó là một cái máy gọi là steamer. Khi mà mình lau nhà của mình, ví dụ có dầu mỡ nhiều quá, đó là những cái mà phải nói rất là cần thiết trong nhà của mình. Chứ thật sự ra mình cũng không cần có những cái máy lớn hút bụi như ngày xưa nữa đâu. Thì thiệt ra nếu như á, mà mình có thể mua một cái máy dễ rẻ tiền mà mình đã làm được dọn dẹp trong nhà của mình, đó là cái điều tốt rồi, đúng không? Còn nếu mà có thể thì mình nên làm gỗ sàn nhà. Hôm nào rồi mình chia sẻ nói về gỗ, có rất là nhiều loại mà mình có thể làm rẻ tiền lắm. Đó là những thành phần mà nói về dọn dẹp nhà cửa, hút bụi, lau chùi nhà tắm, nhà bếp, rất là đơn giản. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục nói về cái lò. Tại vì có em hỏi mình là cái lò dơ quá làm sao mà con chùi cho được, tay chân con bị đau. Cho nên bây giờ thì mình sẽ chỉ cho em làm như thế nào để mà không còn đau cái tay của mình nữa. Nếu như cái bếp của mình mà dơ quá đó, thì mình dùng cái chai này để mà mình lau chùi, thì cũng như cái miếng ở trên, miếng ở dưới mình vẫn để bình thường, đừng có lấy gì ra hết. Rồi mình mới xách cái bình cho thật là kỹ, rồi bắt đầu mình xịt. Thì khi mình xịt cái này á, là nó ra cái bọt trắng nha. Đó, mình cứ xịt ha. Nếu như mà mình không thích cái mùi này đó, thì mình đeo cái mặt, cái mát vô, rồi đeo bao tay ha. Đó, mình cứ xịt hết như thế này. Rồi ở dưới lò mình cũng xịt như vậy luôn, mình để khoảng đâu là 5-10 phút là được rồi. Sau khi mà mình đã xịt cái chai này để khoảng 5-10 phút là được rồi đó, thì tốt cho mình hơn á, là nên dùng một cái chai gọi là Windex. Tại sao mình phải dùng cái này? Bởi vì cái mùi của nó mình chịu không nổi, cho nên mình xịt cái này để mà mình lau lại thôi. Chứ nếu không cần thì đừng có xịt. Cũng như là mình đã lau rồi thì mình cũng nên xịt cái này lại. Đó là cách mình sử dụng nha. Mình nói lại một lần nữa, nếu như bếp của mình không dơ lắm đó, không bị cô là dơ khủng khiếp á, thì mình chỉ cần dùng cái chai Windex này thôi là đã lau chùi được rồi. Còn nếu quá dơ đó thì mình nên dùng cái chai này. Mình nói lại là mình dùng cái chai này. Tuy nhiên khi mà mình dùng á, thì có cái mùi hôi đó mình chịu không nổi, thì mình nên dùng chút xíu cái này lên để mà mình tẩy đi cái mùi hôi. Còn nếu như ông xã của mình giúp được mình thì mình không cần phải dùng ha. Thì bây giờ mình sẽ xịt để cho cô chú và các bạn thấy là ý của mình là như vậy đó, thì nó sẽ đỡ cái mùi lắm nha. Rồi ở trong hay ở trên đều mình làm giống như vậy, cũng như là tất cả những gì mình lau chùi trong nhà đó là mình đều dùng hết, như là ô bình cái này kia nọ ha. Rồi bây giờ mình sẽ lau. Bây giờ thì mình không có đeo bao tay nè, cô chú thấy không, là tại vì mình không có thích đeo bao tay đó, mình cũng già như vậy, thì tất cả những gì nó dính trong mấy cái lò bếp mình thì nó sẽ dơ nó ra hết đó. Mình cứ chà mặt trên trước đi, rồi mình phải chà mặt dưới đó, chứ mình đừng có lấy ra ha. Mình cứ chà như thế này nè đó, mình chà để cho cô chú và các bạn thấy được là cái bếp của mình nó sẽ sạch. Rồi sau đó mình mới dời cái miếng này qua bên này, rồi bắt đầu mình chà ha. Đó, mình cứ chà thì nó sẽ rất là sạch nha.
Rồi thì mình cứ lau hết những cái gì mà mình cần lau nè, sau đó mình để lên trở lại. Và trong cái lò thì mình cũng xịt giống như vậy luôn, mình phải nhớ lấy hết tất cả ra nha. Đó, rồi mình xịt, rồi sau đó là mình cứ để như vậy đi. Và cả luôn cái kiếm của cái cửa mà mình đóng lại mình cũng có thể xịt lên luôn nha. Cũng như là cô chú thấy nè, nó dơ nè ha, là mình chà nó sẽ sạch hết. Đó là mình chỉ mới xịt có chút xíu thôi nha, thì nó đã ra cái dơ rồi. Còn nếu như mà dơ quá thì mình phải để lâu hơn một chút. Đó là như thế này. Và mình thấy là vẫn chưa có ra sạch đó thì mình sẽ dùng là baking soda, mình sẽ cho vào đây, phải nói là rất là sạch luôn nha. Đây đó, mình chỉ làm đây là một những cái mà cho cô chú và các bạn thấy được. Mình chỉ cần lau chùi sạch sẽ cái lò bếp của mình một lần thôi, và mình cũng không cần phải làm hoài. Đó, cứ như vậy mình lau chùi, phải nói rất là sạch ha. Cũng kiến cũng vậy nè. Đó, mình sẽ dùng như thế này. Còn đây là cái dĩ mà của cái máy air fry, bây giờ nó dơ. Mình cũng có thể đổ xà bông rồi nước sôi vào để cho nó chốc ra hết rồi mình rửa. Nhưng hôm nay mình sẽ bỏ cái baking soda này vô như thế này, để một lát nữa cô chú và các bạn sẽ thấy nó sạch hơn rất là nhiều. Rồi thì mình cứ cho nước vào. Khi cho nước vào thì nhớ phải cho ngập lên trên cái dĩ ha. Rồi mình cứ ngâm này bao lâu cũng được, thời gian thì tùy theo mình thôi. Mình cứ để như vậy, rồi sau đó mình chà thì phải nói rất là nhanh và rất là sạch. Cũng như đây là cái nhà tắm của mình nè, thường là những cái chỗ này mình sẽ thấy nó đóng màu vàng là bởi lâu ngày mình xài đó thì nước nó thấm vào đó. Cho nên cô chú và các bạn cũng thấy được ha, những cái chỗ này của mình nó không bị vàng. Và cũng như là ở đây thì cũng rất là đơn giản, mình kéo lên cho nó chặt lại, rồi sau đó mình bỏ baking soda vào trong này. Đó, rồi mình mới dặn nước lên. Thì mình để thời gian vài phút thôi, nước nó đầy rồi bắt đầu mình lau chùi thì sẽ không còn những cái vàng vàng, những cái chỗ mà bị đóng nước nữa. Trong thời gian thì mình đã ngâm trong này như là baking soda, thì bây giờ mình sẽ lấy cái sponge nè, mình chà kỹ cho tất cả những cái kẽ như thế này. Thì như vậy tất cả sẽ rất là sạch. Và những cái đường kẽ của những cái sinh của mình á cũng không có đóng cái vàng, bởi vì lâu ngày mà mình dùng nước thì dĩ nhiên nước sẽ nhiễu ra, mình lau không kỹ thì tất cả những chỗ này nó sẽ đóng cái vàng. Và thời gian lâu quá thì cái sinh của mình nó sẽ bị nứt và bị khô. Cũng như đây là căn nhà mà mình đã ở được hơn 7 năm rồi, thì cũng như cô chú và các bạn thấy được là những chỗ này rất là sạch. Thật sự ra mình cũng không cần phải làm mỗi tuần. Đó là cách mà mình dọn dẹp ở trong nhà tắm. Cũng như mấy cái đường kẽ này cũng vậy, mình cũng sẽ chà. Thành ra nó rất là sạch. Đó. Còn nói về tấm kiến thì mình chỉ cần lấy cái nước Windex mình xịt lên như thế này. Đó, rồi là mình lau thôi. Tất cả những tấm kiến cũng như là những tấm mà trong nhà tắm mình như vậy nè. Đó, rồi mình cũng xịt luôn. Đó, mình cứ xịt thôi ha. Đây, xịt như vậy rồi mình lau là sạch lắm rồi. Cũng như là cái bồn cầu cũng vậy đó, mình cũng rải như vậy. Rồi sau đó thì mình lấy cái cây mình chà. Còn cái bồn cầu thì mình cũng đã xịt baking soda nè. Cho nên trong cái nhà tắm của mình nó không bao giờ bị hôi ha. Rồi mình mua những cái cây này ở Home Depot, Lowe's, Costco gì cũng có bán hết. Là mình đã xong rồi. Những cái chai như thế này đó thì mình cứ xịt lên như thế này rồi mình lau thôi thì dĩ nhiên rồi. Những cái gì mình dùng cho cầu tiêu thì mình sẽ dùng cái khăn đó, còn cái gì mình dùng cho những cái nhà tắm khác thì mình dùng cái khăn khác nha. Cũng như là mấy cái kẽ của những cái nhà tắm nè, đó cô chú thấy ha, những trong cái góc tuốt trong kia thì thấy nó hơi vàng vàng, thì đó là những cái mà mình nên chà. Vì như vậy á, cái nhà tắm, cái bồn tắm của mình nó rất là sạch. Và mình cũng cần rải xuống như vậy thôi. Rồi mình dặn nước lên, rồi sau đó mình đợi 5-10 phút sau rồi mình chà. Thì chắc chắn là tất cả những gì trong nhà của mình nó sẽ sạch, giống như là những cái giò nước cũng vậy. Thì nó sẽ không bị sét. Thì như vậy mình không phải tốn tiền. Rồi hôm nào là nó bị nghẹt ống, chẳng hạn như tóc cũng vậy. Nếu như nhà của mình á, tắm rửa mà tóc nhiều á, thì đây cũng là một cái mà cô chú và các bạn nên đi Home Depot lô mua. Nó nhỏ như vậy nè, mình để ở dưới này ha, mình lấy cái này ra, mình để cái này xuống,
tóc á nó sẽ nằm trong cái này rồi mình lấy ra mình bỏ. Còn nếu không á, tóc nó nằm ở dưới đó đó lâu ngày á thì nó sẽ bị hư của cái bồn của mình luôn. Đó là cái mà lúc nào mình cũng phải để ý ha. Rồi là mình xả nước như vậy đó, rồi cho một chút nữa đi rồi mình mới lau chùi, cũng như là mình đổ giấm cũng vậy nha. Giấm cũng là một cái tốt để cho mình lau chùi. Cho nên đây là cách mà mình dọn dẹp nhà cửa. Thì thật sự ra đâu phải là ngày nào cũng làm, một tháng mình làm một lần. Đó là cách dọn dẹp của mình. Sau khi mình xịt rồi thì mình cứ lau thôi, thì như vậy những tấm kính của mình phải nói rất là sạch luôn ha. Đó, rồi mình cũng không cần phải lau nước lại đâu. Đó, thì như vậy là đã xong những cái chỗ mà gọi là rất là sạch. Cũng như tấm kính này cũng vậy thôi, đó là mình lau. Đó, cô chú thấy cái tấm vàng này nè, khi mà mình lau kính như vậy đó, cái kính của mình nó rất là sạch. Mình chỉ cần có một cái khăn màu vàng này thôi đó là mình đã lau sạch hết nguyên cái nhà tắm của mình rồi. Những tấm kính như thế này mình lau ở trong cũng như là ở ngoài vậy đó. Thay vì mình làm nó rất là sạch hết cô chú ha. Đó, những tấm màn mình kéo qua là sạch luôn ha, những cái như này đó rất là sạch luôn. Còn đây là cái bồn tắm nè, mình chỉ cần dùng cái cây mình lau chùi như thế này thì phải nói rất là sạch luôn, là mình cứ chà vậy đó. Như vậy là đã xong những cái mà mình cần phải làm rồi, sau đó thì mình xả nước đi, đơn giản lắm. Rồi sau đó thì mình chỉ cần lấy cái gáo rồi mình múc cái nước sạch, rồi mình tạt đi hết những cái chỗ mà mình cần để cho nó sạch hết. Và sau khi mình đã xịt thuốc để mà lau chùi trong cái lò cũng như là kiến thì bây giờ phải nói rất là sạch luôn, thì cũng như ở trên cái thành phần mà mình nấu ăn cũng vậy, tất cả đã sạch sẽ. Nhưng trước khi mình nấu ăn á thì lúc nào mình cũng phải bật hết những cái lò lên như thế này trong thời gian vài phút thôi, thì lúc bây giờ đó thì mình mới nấu ăn để cho bay hết những cái mùi thuốc mà hồi nãy mình đã xịt như thế này. Thì cái microwave mình cũng sẽ làm như vậy, thì cũng như cái lò ở dưới mình cũng phải dặn lên rồi sau đó mình tắt hết tất cả. Như vậy là mình sẽ có được một cái nhà bếp với nó là rất là sạch sẽ và thơm tho. Sau khi mình đã dọn dẹp sạch sẽ hết rồi đó thì dĩ nhiên mình đã nói là mình phải dặn lò lên ở trên cũng như ở dưới, và chẳng hạn như là cái máy air fry cũng vậy, là mình phải dặn lửa lên để cho nó nấu đi những cái mùi hôi rồi sau đó mình tắt rồi mình nấu ăn. Đó là một ngày mà mình làm dọn dẹp, chia sẻ cùng với cô chú dùng những loại nước gì cũng như là những loại chai mà để mình xịt dọn dẹp cái lò bếp của mình cũng như là cái oven, nhà tắm, cầu tiêu, lau nhà. Thì đó những thành phần mà mỗi ngày mình dọn dẹp. Tuy nhiên, một tháng mình làm tổng vệ sinh một lần hay là 2 tháng thì cũng tùy theo là cách mình dọn dẹp như thế nào. Nhưng riêng cá nhân của mình á, nếu như mà mỗi ngày mình nấu ăn, mình chỉ cần có một cái chai index sau khi mình nấu ăn rồi đó, thì mình lau đi những cái dầu ở trên cái bếp cũng như trên những cái bàn thì nó sẽ không có bám những cái mùi hôi trong nhà của mình. Đó là cái điều rất là quan trọng. Cũng như là mình sẽ quét nhà cũng vậy. Nếu mà mình dùng chổi quét nhà theo kiểu Việt Nam đó thì nó sẽ bay lên những cái mà gọi là dơ đó, thì mình lại ngửi vào cái lỗ mũi. Còn nếu mình dùng những cái cây mà mình đẩy đó thì nó sẽ bám vào đó, thì như vậy sẽ sạch hơn. Dĩ nhiên là cuộc sống ở Mỹ cũng như sống ở Việt Nam cũng vậy, thì tùy theo cách mà mình chia sẻ cùng với mọi người. Tuy nhiên rồi khi mà dọn dẹp nhà cửa thì làm gì không có dùng cái chổi này là theo cách ở Việt Nam thường hay dùng, còn ở Mỹ có dùng thường hay không thì cũng tùy theo mỗi gia đình. Nhưng phải nói có những lúc mình cũng phải dùng để quét nhà cũng như là quét sân, thì đó là cách sống mà ở đâu cũng vậy. Cho nên một ngày phải nói là dọn dẹp ở trong nhà đó là công việc của mình, còn có rất là nhiều công việc khác nữa mà ông xã phải giúp làm, bởi vì nặng quá thì mình sẽ không có làm được. Một ngày dọn dẹp, một ngày chia sẻ, không có nấu gì ăn hết. Bây giờ ông xã đi làm về hỏi hôm nay ăn cái gì, mình nói chứ thôi
mình ăn chả giò nha. Tại vì hôm bữa cuốn chả giò có rồi, bây giờ cứ lấy ra chiên là được rồi. Ông xã nói sao cũng được. Như vậy thì mình cũng đã làm xong một cái clip chia sẻ cách dọn dẹp trong nhà như thế nào của mình. Và cuối video thì hôm nay mình nấu món ăn gì? Là một món chả giò. Mình đã cuốn chả giò và cũng đã chia sẻ qua. Mình lấy ở trong tủ đá, rồi mình để ở ngoài chừng khoảng 15-20 phút. Mình tách nó ra từ cái, rồi sau đó mình sẽ đem đi chiên. Như vậy đã có một món ăn cho ông xã khi đi làm về. Mình có thể ăn bún chả giò, hoặc là mình chỉ cần cuốn chả giò với rau sống thì cũng là ngon lắm rồi. Cảm ơn cô chú và các bạn rất nhiều đã đón xem clip của mình mỗi ngày. Và mến chúc cô chú và các bạn luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Đừng quên cho nhau những nụ cười. Cảm ơn rất nhiều. Xin hẹn lại video kỳ sau. Bye bye.